Dạ, thứ hai là dạ, điền dấu lớn hơn, nhỏ hơn hoặc bằng và dấu trống. Trời ơi. Trên bảng là có phép tính A 370 ô trống. Nhân chia trái à viết phải 250 chia 2 cộng 175. Câu B. Vế trái là 262 nhân 2 chia 2. Thầy, okay. Tức là ý B em hỏi tí là 262 nhân 2 chia 2 nữa thì nhân chia trước cộng từ sau thì nhân các đề làm phép tính trước ạ? Thì cứ nhân chia trước cộng trừ sau. Trong một phép tính, để nhắc lại này, trong một phép tính có phép nhân, phép chia. Rồi, phép cộng, phép trừ thì cứ làm nhân chia trước cộng trừ sau. Làm từ trái qua phải. Đấy. Các em ở dưới lớp nhân chia trước cộng trừ sau đúng rồi mình nhỉ? Vậy thì